Chào mừng quý vị đến với chương trình truyền hình trực tuyến Doctor Gia đình. Chương trình do bệnh viện đa khoa Medlatec thực hiện, phát trên website medlatec.vn, trên kênh YouTube và fanpage bệnh viện đa khoa Medlatec vào 20 giờ tối thứ năm hàng tuần. Thưa quý vị, viêm loét dạ dày hành tá tràng là một trong những bệnh lý phổ biến ở đường tiêu hóa. Ở giai đoạn đầu, bệnh có thể dễ dàng điều trị tuy nhiên nếu bệnh chuyển sang giai đoạn mãn tính sẽ rất khó khăn trong việc điều trị rứt điểm và có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm chính vì vậy đã có rất nhiều câu hỏi được đặt ra như nguyên nhân biến chứng cách phát hiện hay làm thế nào để không bị tái phát viêm lết dạ dày và để giải đáp những thắc mắc này chúng tôi đã mời tới trường quay phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thị vân hồng chuyên gia tiêu hóa bệnh viện đa khoa medlatech nguyên phó trưởng khoa tiêu hóa bệnh viện bạch mai giảng viên bộ môn tiêu hóa trường đại học y hà nội xin chào bác sĩ ạ Xin chào Thùy Dương, xin chào các quý vị khán giả. Viêm loét dạ dày tá tràng là căn bệnh gây tổn thương viêm và loét trên niêm mạc dạ dày hoặc tá tràng. Những tổn thương này xảy ra khi lớp niêm mạc của dạ dày hay tá tràng bị bao mòn và các lớp bên dưới thành dạ dày hay thành ruột sẽ bị lộ ra. Viêm loét ở tá tràng chiếm 95%, viêm loét ở dạ dày chiếm 60%. Trong đó, vết loét ở bờ cong nhỏ dạ dày chiếm 25% các trường hợp. Hai à, nguyên nhân chính gây viêm lết dạ dày tá tràng là nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori, vi khuẩn HP hay dùng thuốc kháng sinh không stero thường dùng để trị đau khớp. Bệnh viêm lết dạ dày tá tràng ở thời kỳ sớm và được phát hiện kịp thời sẽ dễ dàng điều trị. Nếu để bệnh chuyển sang giai đoạn mạng tính thì sẽ khó chữa khỏi dứt điểm và thường gây ra các biến chứng ảnh hưởng đến sức khỏe nghiêm trọng như thủng dạ dày tá tràng, dấu hiệu của thủng là hiện tượng đau bụng dữ dội đột ngột xuất huyết tiêu hóa trên, hẹp môn vị, các dấu hiệu của hẹp môn vị như là ngôm mửa, bụng óc ách thức ăn cũ và sụt cân nhanh chóng. Các biến chứng kể trên đều rất nghiêm trọng và có thể cầm phẫu thuật. Do vậy, khi chúng ta phát hiện ra những dấu hiệu hay triệu chứng nghi ngờ mình có khả năng bị viêm lết dạ dày, ngoài việc điều chỉnh và duy trì các chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, sinh hoạt điều độ, Hạn chế ăn các thức ăn có tính kích thích, người bệnh nên đến bệnh viện, phòng khám gần nhất để được chẩn đoán, đồng thời có các phương pháp, phác đồ điều trị bệnh thích hợp. Vâng và với những thắc mắc của quý vị khán giả gửi về cho chương trình thì sẽ đều được giải đáp. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi cung cấp sẽ hỗ trợ khán giả trong việc chăm sóc sức khỏe của bản thân và gia đình. Vâng thưa quý vị, viêm lết dạ dày hành tái tràng là một bệnh lý ở đường tiêu hóa phổ biến và nếu không được điều trị kịp thời thì sẽ gây ra rất nhiều những biến chứng nguy hiểm. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Vân Hồng, vậy Phó Giáo sư có thể cho biết là nguyên nhân nào dẫn đến các bệnh này không ạ? Nguyên nhân gây ra những viêm lết ở dạ dày tá tràng thì có khá là nhiều. Việc đầu tiên mà người ta kể đến phải là stress, rõ ràng là với cái nhịp sống hiện đại thì stress là một trong những cái nguyên nhân gây ra rất là nhiều bệnh và stress gặp với tỷ lệ khá là cao cho nên đó cũng là một trọng nguyên nhân gây ra bệnh à, lý viêm loét dạ dày tá tràng nhóm nguyên nhân thứ hai đó là dùng thuốc với tuổi càng cao thì sẽ uh, sử dụng càng nhiều các loại thuốc và khi sử dụng đặc biệt các cái nhóm thuốc như chống viêm giảm đau non-steroid, các nhóm thuốc giảm đau cho xương khớp hay thuốc chống đông đó là nhóm thuốc gây ra cái tổn thương viêm loét dạ dày tá tràng khá là nhiều rồi các cái bệnh lý khác như là các cái khối u tăng bài tiết gastrin gastrin là một cái hormone mà nó khi tăng bài tiết nó sẽ gây kích thích bài tiết rất là nhiều axit chloric và gây loét vô cùng nhiều ổ chạy suốt cả đường tiêu hóa rồi các cái bệnh lý khác như bệnh lý IBD, bệnh lý của viêm ruột, bệnh lý Crohn nó cũng có thể gây ra loét ở niêm mạc đường tiêu hóa. Rồi chế độ ăn uống sử dụng quá nhiều rượu bia, đặc biệt là thuốc lá thì sẽ gây tăng bài tiết axit và cũng xuất hiện rất là nhiều những cái ổ loét. Tuy nhiên cái nguyên nhân mà phải kể đến nhiều nhất đó là HP. Với sự hiện diện của Helicobacter pylori thì nó gây ra những cái loét uh, niêm mạc của đường tiêu hóa và với cái tỷ lệ lây nhiễm HP trong cộng đồng người Việt Nam khá là cao lên đến 70% thì đây là một trong nguyên nhân hay gặp nhất hiện nay. Hb uh, HP thì là một trong những nguyên nhân mà hay gặp nhất rồi. Và khi mà nhắc đến viêm loét dạ dày tá tràng thì chúng ta sẽ thường nghĩ rằng là uh, những cái bệnh nhân mà trưởng thành thì sẽ hay mắc đúng không ạ? Thế nhưng mà đáng nói là bây giờ chúng ta cũng đã có rất là nhiều những cái bệnh nhi uh, mới chỉ dưới 15 tuổi thôi cũng đã mắc rồi. Vậy uh, uh, bác sĩ có thể lý giải lý do vì sao mà trẻ em lại cũng có thể mắc những cái bệnh như thế này không ạ? trẻ em đúng là mắc viêm lét dạ dày tái tràng thì chúng tôi cũng ghi nhận với số liệu có vẻ cũng càng ngày càng tăng dần lên. Tuy nhiên là cái mức độ tổn thương viêm lét dạ dày ở trẻ em thì nó cũng không nặng như người lớn. thì những cái nguyên nhân có thể kể đến cũng giống như người lớn thôi đó là việc lây nhiễm hp, đó là áp lực học tập và cả cái chế độ ăn uống nữa, sử dụng đồ ăn nhanh quá nhiều, rồi chế độ ăn uống ngủ nghỉ không thật sự là đúng giờ là một trong nguyên nhân gây ra viêm lết dạ dày tá tràng ở trẻ em. À có một vấn đề tức là ở giai đoạn đầu á, viêm lết dạ dày thì thường có cái triệu chứng rất là mơ hồ và thậm chí là ở người bệnh còn không biết được là mình đang à, bị cái tình trạng này. À, và chính cái điều này thì sẽ khiến cho là nhiều người chủ quan cũng không đi kiểm tra sức khỏe, cũng không có những cái sức khỏe thăm khám ban đầu và à, nếu như mà chúng ta cứ để như vậy âm thầm thì sẽ dẫn đến cái tình trạng như thế nào thưa bác sĩ? đúng là những cái viêm lết dạ dày tái tràng thì nó biểu hiện nó rất là đa dạng có người thì thể hiện bằng những cái triệu chứng rất là rầm rộ đau rất là dữ cho nên là đến viện khám rất là nhanh nhưng có người thì cái triệu chứng đau nó cũng không dữ dội lắm cho nên thường để qua à, do vậy nếu như những ai quan tâm lo lắng đến sức khỏe mình thì nghe ngóng một tí thì sẽ biết là khi nào sức khỏe mình không ổn đi khám thì mới phát hiện ra bệnh. Còn nếu như để qua những cái giai đoạn đấy mà tạo thành những cái ổ loét lớn rồi những cái ổ loét đấy nó có thể uh, tiến sâu hơn, có thể gây ra những cái biến chứng ví dụ như xuất huyết tiêu hóa chẳng hạn, người bệnh có thể nôn ra máu, đi ngoài ra máu với số lượng rất là nhiều và nếu như không cấp cứu và cứu chữa kịp thời thì uh, có thể gây ra những cái biến chứng khá là nặng rồi những cái ổ loét khu trú ở những cái vị trí rất là hẹp của ống tiêu hóa ví dụ như hành tá tràng ở sát lỗ môn vị hay là trên tâm vị chẳng hạn thì đó là cái vị trí mà dạ dày nó rất là hẹp thì khi ổ loét biến triển một chút thôi nó có thể gây ra cái hẹp của đường tiêu hóa và với những cái triệu chứng hẹp của đường tiêu hóa như là hẹp tâm vị hay hẹp môn vị thì người bệnh đâu có ăn được à, đến đó là thức ăn sẽ bị mắc lại và nôn ra và thường có tình trạng suy kiệt rất là nhiều rồi những cái ổ loét mà sâu quá thì nó có thể thủng ra ngoài và lúc đó là triệu chứng thể hiện rất là rầm rộ sốt cao đau bụng rất là nhiều và nếu mà khi khám lúc đó thì sẽ có dấu hiệu của một cái phản ứng thành bụng là tình trạng của viêm phúc mạc ờ, thì cách chữa chỉ có mỗi cách thôi là mổ làm sạch cái ổ bụng và khâu lại cái ổ loét Tuy nhiên cái đáng sợ nhất đối với những cái tổn thương viêm loét đó là nếu như không đi khám, không đi chữa sớm mà mình lại nghĩ nó là triệu chứng đơn giản thôi, không cần phải để ý gì đến nó thì rất có thể để sót đó là những cái ung thư dạ dày. Và nếu như ung thư dạ dày mà phát hiện ra ở giai đoạn muộn thì rõ ràng là việc điều trị thành công là tỷ lệ không có cao tức là chúng ta cần phải lắng nghe cơ thể mình và đặc biệt nữa là không phải ai thì cũng có thể nhận biết được vậy chúng ta cần phải làm gì để có thể phát hiện sớm được uh, uh, viêm nét dạ dày tá tràng để phát hiện sớm viêm nét dạ dày tá tràng thì chỉ có mỗi cách thôi đó là đi nội soi uh, nội soi dạ dày tá tràng thì có thể phát hiện ra được uh, vị trí của tổn thương mức độ của tổn thương như thế nào và trên nội soi thì sẽ làm tiếp những cái thăm dò khác nữa để xác định nguyên nhân của những cái tổn thương đấy. Thế giới thì người ta ra một cái quy định về cái chỉ định nội soi hết sức là rõ ràng. À, đó là đối với tuổi với người trên 40 tuổi là chỉ định nội soi đường tiêu hóa là bắt buộc. Đối với những người mà trong tiền sử gia đình có người bị ung thư dạ dày hay có những cái lét dạ dày mà tiến triển rất là nặng, có kèm theo cả những cái biến chứng thì đó là những đối tượng có nguy cơ cao sẽ buộc phải chỉ định nội soi. Và nếu như là những người mà đã từng nội soi rồi mà trên kết quả nội soi lại nhìn thấy đó là những cái tổn thương viêm, tổn thương loét hay là những cái tổn thương dị sản loạn sản thì cái nhịp nội soi lại sẽ uh, tùy thuộc vào cái mức độ tổn thương, có thể thay đổi từ 6 tháng đến 1 năm buộc phải nội soi kiểm tra lại. À, có một thực tế là như thế này, à, tôi cũng nhận thấy rằng là nhiều bệnh nhân người ta khi mà người ta bị viêm lết dạ dày tá tràng người ta ở những cái giai đoạn đầu, khi người ta không thấy một cái biểu hiện triệu chứng gì rõ ràng, thì ra nghĩ rằng là à sẽ không có gây biến chứng gì đâu và cũng sẽ không có một cái vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe, nên là người ta nghĩ là à sẽ cải thiện thông qua việc là thay đổi chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt, cũng như là sẽ tự mua thuốc và điều trị. Thế à, chuyên gia đánh giá sao về việc này? tôi nghĩ đấy là một cái suy nghĩ cũng không có sai nhiều thì rõ ràng là đối với những trường hợp mà triệu chứng của nó rất là mơ hồ nó đau cũng không có nhiều thì uh, có thể tự điều chỉnh bằng chế độ ăn tại, uh, bằng cái lối sống rõ ràng một trong những cái nguyên nhân gây ra tình trạng viêm lết dạ dày tá tràng đó là yếu tố stress thì khi mà thay đổi giảm stress đi thì những cái tổn thương cũng có thể tiến triển theo cái xu hướng tốt hơn tuy nhiên vấn đề là sẽ phải trả lời câu hỏi đó có phải là tổn thương ban đầu hay không đó có phải chỉ là tổn thương viêm lết rất là nhẹ nhàng ban đầu và nguyên nhân gây ra tổn thương đó là gì thì nếu như không đi khám không làm nội soi thì đương nhiên là không thể biết được uh, đó có phải là tổn thương mới hay nó đã là tiến triển lâu rồi mà mình không để ý không đi khám xét và không hề biết đến nó rồi cũng không biết được những cái nguyên nhân gây ra tổn thương đó có sự hiện diện của HP hay không hay là vai trò của các cái uh, khối u uh, xuất hiện những cái khối u ở trong dạ dày có phải hay không? Cho nên lời khuyên là đối với uh, lần nội soi đầu tiên thì khi chỉ cần có những cái triệu chứng bất thường thôi thì nên đi nội soi và trên nội soi lần đầu tiên rồi đã phát hiện ra tổn thương nó hoàn toàn là mức độ nhẹ thì cái việc điều chỉnh chế độ ăn uống thay đổi cái lối sống là một trong những biện pháp điều trị cần thiết ạ đây là chúng ta cũng phải kết hợp vừa việc điều trị cũng như là việc thay đổi thói quen sinh hoạt rồi dinh dưỡng rồi sử dụng thuốc đúng không ạ hiện nay thì sử dụng thuốc cũng đang là một trong những cái phương pháp điều trị ưu tiên của viêm lết dạ dày tá tràng thế nhưng mà đối với bệnh nhân mà bị mắc viêm lết dạ dày tá tràng thì chúng ta cần phải có những lưu ý gì thưa bác sĩ đối với bệnh nhân viêm lết dạ dày tái tràng thì ngoài việc điều trị bằng thuốc ra thì sẽ phải quan tâm đến cả chế độ ăn với cả cái lối sống nữa giảm bớt stress không sử dụng rượu bia đặc biệt là thuốc lá với những cái ổ loét mà chúng tôi điều trị mãi không khỏi thì bao giờ cũng đặt vấn đề liệu có sử dụng thuốc lá hay không và hầu như là xem lại thấy là những bệnh nhân sử dụng thuốc lá thì điều trị không bao giờ thành công được cả rồi việc sử dụng chế độ ăn quá nhiều những cái đồ ăn uh, dầu mỡ rồi những đồ ăn cay nóng quá nhiều thì cũng sẽ làm cho những cái tổn thương uh, viêm loét rất là khó có thể điều trị lành được. À, thế còn đối với cái việc mà tuân thủ điều trị sử dụng thuốc kháng sinh thì sao ạ? Trong cái phác đồ điều trị viêm lết dạ dày tái tràng thì nếu như có sự hiện diện của HP và những cái tổn thương dạ dày rất là nặng thì việc chỉ định điều trị kháng sinh kèm theo là hết sức là cần thiết để diệt hp có diệt được hp thì lúc đó những cái tổn thương uh, nặng ở dạ dày mới có thể lành được uh, trong cái phác đồ điều trị diệt trừ hp thì người ta đòi hỏi phải sử dụng đến hai loại kháng sinh uh, kết hợp thêm với cả những cái thuốc giảm bài tiết axit rồi dùng thêm với cả bismuth và trong lộ trình điều trị nữa tức là tối thiểu là bốn loại thuốc uh, với phác đồ điều trị bốn loại thuốc tất cả thì mới hy vọng diệt trừ được vi khuẩn HP. Cho nên trong cái quá trình điều trị mà có sử dụng kháng sinh để diệt trừ HP thì đòi hỏi là phải tuân thủ hết sức là nghiêm ngặt. Nếu như sử dụng kháng sinh mà không đúng liều, không đúng thời gian thì cái khả năng diệt trừ HP cũng không có cao. Dù là áp dụng cái phác đồ điều trị tối ưu nhất đi chăng nữa thì cái tỷ lệ thành công trong phác đồ đấy cũng chỉ đạt được khoảng độ 90% thôi. Tức là chúng ta cũng cần phải rất là tuân thủ điều trị, kết hợp rất là nhiều thứ nữa. À, có một vấn đề lúc nãy bác sĩ cũng vừa mới chia sẻ, tức là à, trong cái uh, việc mà điều trị uh, viêm lết dạ dày tá tràng thì chúng ta nhắc đến cái việc mà phải phẫu thuật. Thế thì cái việc mổ nội soi trong cái điều trị viêm lết dạ dày thì khi nào bệnh nhân sẽ được chỉ định làm cái việc này? rõ ràng là với những cái thành công của nội soi những cái thành công của bác sĩ điều trị hiện nay thì hầu hết những cái tổn thương viêm loét ở trên dạ dày tái tràng là nội khoa có thể điều trị khỏi được cho nên là những cái tỷ lệ mà bệnh nhân cần phải truyền mổ rất là ít vậy thì những cái tổn thương mà thậm chí là những cái tổn thương mà trên nội soi chúng tôi phát hiện được như là những cái loét Uh, loét thậm chí loét có xu hướng ác tính đi chăng nữa thì vẫn có thể điều trị nội khoa được nếu như là uh, chúng tôi xác định đó là những cái tổn thương ung thư mà mới chỉ xâm lấn đến lớp niêm mạc hay lớp dưới niêm mạc thôi thì vẫn có thể khoét ở trên nội soi đó là thủ thuật uh, ESD tức là cắt tách niêm mạc loại bỏ hoàn toàn cái tổ chức ung thư và với cái tổ chức lấy ra mà được xác định về mặt tế bào học ở diện uh, uh, bên cạnh và diện đáy mà không thấy tế bào ung thư thì tức là ung thư đã được lấy ra ho hoàn lại toàn rồi. rồi loại bỏ hoàn toàn rồi cho nên là với với những cái tiến bộ như vậy thì cái việc uh, chỉ định cho nội khoa không có nhiều vậy thì nó chỉ còn lại như, như thế nào Ờ, thứ nhất là đối với những cái ung thư mà tiến triển sâu hơn nữa nó ăn sâu vào đến lớp cơ ăn sâu vào đến thanh mạc thậm chí là di căn thì đó là những trường hợp cho chỉ định uh, điều trị ngoại khoa còn với những cái ổ loét mà đã có những cái biến chứng như xuất huyết tiêu hóa thì cái nội khoa cũng hầu như là điều trị thành công luôn ạ uh, chỉ trong những cái trường hợp rất là nặng thôi thì những cái ổ loét mà điều trị nội khoa mãi không thành công thậm chí đã áp dụng thêm cả những cái phương pháp chẩn đoán hình ảnh như là nút mạch và những cái động mạch nó đang chảy máu đấy mà nó vẫn chảy máu thì lúc đó sẽ buộc phải cắt đoạn dạ dày hoặc là những cái trường hợp mà chúng tôi áp dụng những cái phương pháp điều trị rất là mạnh như là cắt loại bỏ hoàn toàn khối u hay là cầm máu cho những cái tổn thương có rất là nhiều phương pháp cầm máu khác nhau, cầm máu cho những cái tổn thương đang chảy máu mà nó gây ra những cái biến chứng thủng thì lúc đó sẽ buộc phải phẫu thuật ạ tức là cũng tùy theo giai đoạn của người bệnh thì ờ. chúng ta sẽ có những cái chỉ định của y bác sĩ đúng không ạ? À, xin cảm ơn những tư vấn rất hữu ích của phó giáo sư và bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng nghỉ trong giây lát à, trước khi đến với phần 2 của chương trình bạn hỏi bác sĩ trả lời. Đại đa khoa Melatech tự hào là đơn vị cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân trên toàn quốc nơi hội tụ đội ngũ giáo sư bác sĩ đầu ngành giàu kinh nghiệm luôn tận tụy với bệnh nhân. Đồng thời, với sự đầu tư mạnh mẽ về cơ sở vật chất, tối ưu hóa quy trình khám chữa bệnh, quyết liệt ứng dụng công nghệ thông tin nhằm giúp khách hàng đặt lịch khám chữa bệnh dễ dàng, tra cứu kết quả và quản lý hồ sơ bệnh án thuận tiện. Medlatech đã trở thành điểm sáng trong khối y tế tư nhân, chiếm trọn niềm tin và cảm tình của khách hàng. Nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu khám chữa bệnh của người dân, Bệnh viện Đa khoa Medlatech tổ chức phục vụ khám chữa bệnh tất cả các ngày trong tuần, kể cả lễ Tết. Để đặt lịch khám hoặc đóng góp ý kiến, quý khách hàng xin vui lòng liên hệ đường dây nóng 1900 56 56 56. Melatech, đồng hành chăm sóc sức khỏe của gia đình. Xin chào mừng quý vị khán giả đã tới với phần 2 của chương trình Dr. Gia Đình. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần 2, bạn hỏi bác sĩ trả lời, phần mà quý vị khán giả quan tâm nhất đúng không ạ? Và tiếp tục chủ đề về tiêu hóa thì chương trình đã tổng hợp rất nhiều những câu hỏi của quý vị khán giả gửi về cho chương trình, những kiến thức liên quan đến vấn đề đường tiêu hóa. Và bây giờ xin được hỏi Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Văn Hồng. Và với vị quý khán giả đầu tiên, có một câu hỏi. Vợ tôi bị viêm lết dạ dày tá tràng, đang điều trị bằng thuốc kháng sinh theo đơn kê của bác sĩ và thời gian gần đây thì vợ tôi phát hiện đã mang thai được hơn một tháng bác sĩ cho hỏi là vợ tôi có nên dùng thuốc hay không tôi xin chân thành cảm ơn bác sĩ đối với trường hợp vợ bạn là đang uh, sử dụng kháng sinh như vậy là cái phát đồ là điều trị để diệt trừ hp đối với tổn thương viêm lết dạ dày mà phải dùng kháng sinh thì đó là phát đồ điều trị diệt trừ hp trong phát đồ điều trị diệt trừ hp thì sẽ đòi hỏi ít nhất là bốn loại thuốc gồm có nhóm thuốc PPI, nhóm thuốc giảm bài tiết axit thì thường liều dùng sẽ là dùng gấp đôi, tức là liều khá là cao, ít nhất là hai loại kháng sinh cộng thêm với bismuth vào trong lộ trình điều trị. Cho nên với cái phác đồ điều trị như thế mà ở trên phụ nữ mang thai ở trong 3 tháng đầu thì người ta khuyên là không nên dùng. Cho nên đối với trường hợp vợ bạn thì phát hiện ra mang thai ở tháng thứ nhất thì lời khuyên là nên dừng luôn những cái thuốc điều trị này chỉ được phép dùng trong những cái trường hợp mà có những tình trạng bất khả kháng, ví dụ như là đau bụng rất là nhiều, nôn nhiều hoặc là những cái nặng hơn như là xuất huyết tiêu hóa thì những trường hợp đó bắt buộc phải điều trị. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của khán giả Minh Anh 25 tuổi ở Lạng Sơn. Chào chào bác sĩ hiện cháu đang bị viêm lết dạ dày tá tràng giai đoạn đầu liệu cháu có thể tự điều trị bằng việc sử dụng tinh bột nghệ kết hợp với mật ong hay không ạ đây là một trong những vị khán giả mà muốn sử dụng bằng những cái phương pháp dân gian đấy ạ. vâng đây là một cái câu hỏi khá là hay ờ, với viêm lết dạ dày tá tràng giai đoạn đầu điều đó chứng tỏ là bạn đã được nội soi dạ dày rồi và trên nội soi thì thấy đây là cũng tổn thương rất là nhẹ ờ, thì việc sử dụng nghệ mật ong Uh, việc sử dụng nghệ uh, có được phép hay không thì nghệ là một uh, trong những cái uh, thuốc dân gian uh, dùng khá là tốt trong nghệ có hoạt chất đó là cucumin cucumin thì nó có tác dụng uh, chống viêm rồi kháng khuẩn thậm chí là nó tạo ra một lớp màng nhầy ở trên bề mặt niêm mạc dạ dày do vậy có khả năng điều trị những cái tổn thương dạ dày uh, khá là tốt tuy nhiên là trong giai đoạn đầu uh, của bệnh đối với những viêm lết dạ dày tá tràng thì thường chúng tôi không khuyên dùng với những cái thuốc y học dân tộc như vậy mà nên dùng những cái phác đồ điều trị tấn công để làm lành những cái tổn thương thật nhanh và sau đó để duy trì cái thành công của điều trị thì có thể sử dụng thêm những cái thuốc đông y như thế này dùng nghệ sau khi đã điều trị thành công thì sẽ duy trì cái thành công của điều trị kéo dài tức là đúng là cũng đây là cái tâm lý chung nhá bản thân rất là nhiều người thì cái nghĩ rằng là cũng ngại đi bệnh viện rồi cũng ngại uh, sử dụng những cái biện pháp điều trị xâm lấn này kia thế nhưng mà thực sự là nếu như mà mình dùng y học cổ truyền riêng tức là mình dùng những cái biện pháp dân gian thì thực sự nó cũng không thể nào mang lại hiệu quả đúng không bác, bác sĩ uh, hiệu quả thường nó không đến ngay lập tức mà nó sẽ đến rất là muộn sau đó cho nên để muốn cho mình thành công thật nhanh trong cái quá trình điều trị thì nên áp dụng một cái phác đồ điều trị thật đúng theo y học hiện đại. Và khi đã thành công rồi thì mình có thể duy trì bằng những cái phương pháp điều trị dân gian đấy được ạ. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của vị khán giả thứ ba, Duy Sơn, 34 tuổi ở Quảng Ninh ạ. Thưa bác sĩ, em bị viêm lết dạ dày và vẫn đang được điều trị bằng thuốc kháng sinh, em nên điều chỉnh chế độ ăn như thế nào để bệnh nhanh khỏi ạ? Vâng, đối với viêm lết dạ dày mà cần phải điều trị kháng sinh Như vậy chứng tỏ là trường hợp của bạn là có cả nhiễm HP nữa Cho nên buộc phải điều trị kháng sinh Trong cái quá trình điều trị thì ngoài việc sử dụng thuốc ra Thì lời khuyên đối với người bị viêm lết dạ dày tái tràng Đó là tuyệt đối không sử dụng rượu, bia, đặc biệt là thuốc lá trong thuốc lá có nicotine cho nên nó gây kích thích bài tiết axit rất là nhiều rồi hạn chế cái việc sử dụng những cái đồ ăn cay nhất là sử dụng ớt trong ớt có một cái hoạt chất gọi là capsaicin khi sử dụng capsaicin khi ăn quá nhiều ớt thì hàm lượng cái capsaicin ở trong máu nó sẽ tăng lên và khi mà tăng ít ít thôi thì nó sẽ kích thích tăng bài tiết ăn đốc phin và có cái cảm giác ngon miệng nhưng nếu như ăn đốc phin được bài tiết ra quá nhiều thì nó sẽ kích thích bài tiết ra axit và nó có thể làm bỏng niêm mạc nó gây ra những cái tổn thương viêm loét cho nên cái chế độ ăn đối với người viêm loét dạ dày hạn chế những cái đồ ăn cay nóng rồi có chế độ tập luyện thể dục thể thao giảm bớt cái stress trong cuộc sống tức là điều hòa một cái nhịp sống uh, thật cân đối về mặt giờ giấc ví dụ như bỏ bữa sáng hay bỏ bữa tối đều là những cái lời khuyên là không nên uh, thì mới giúp cho cái việc uh, bài tiết ở uh, dạ dày uh, điều hòa được giúp cho những tổn thương có thể lành được ạ. Vâng. Wow. À, xin cảm ơn những tư vấn rất hữu ích của phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Vân Hồng ạ thưa quý vị chúng ta vừa được theo dõi những chia sẻ của chuyên gia tiêu hóa về viêm lết dạ dày tá tràng và cách điều trị rứt điểm chương trình được phát trên website melatech vn trên kênh youtube và fanpage bệnh viện đa khoa melatech hiện bộ phận kỹ thuật vẫn tiếp tục nhận được những câu hỏi của quý vị khán giả tuy nhiên thời lượng của chương trình có hạn nên chúng tôi xin phép được tạm dừng chương trình tại đây một lần nữa xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thị văn hồng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại